còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập a đang mưa lành rưỡi khắp thế gian a bởi nhân cơ tính rõ ràng tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chánh đi a tôi mê cầu được đi tri vẹn toàn. Và trước khi con thỉnh ngài lên giảng dạy bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc phần chánh kinh ạ. Dạ. Cảm ơn Minh Bát Thanh Á đã cho bài học. Bài học hôm nay kinh Tiểu Bộ Khuttaka Nikaya Ichibuttaka chương 3, ba pháp phẩm 1 bài 54 La Mã. Điều này đã được Thể Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Nếu có ba tầm cầu này, thế nào là ba? Dục tầm cầu, hữu tầm cầu, phạm hạnh tầm cầu. Này các tỳ kheo, có ba tầm cầu này, Thể Tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây. Điều này được nói đến định tĩnh và tỉnh giác, chánh niệm, đệ tử Phật quản tri các tầm cầu và hiện hữu tầm cầu. Ở đây tâm ấy diệt và con đường đến diệt. Tỳ kheo, do diệt tận các loại tầm cầu ấy không còn có ước muốn được lắng dịu tịch tịnh. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ. Dạ đạo tràng thỉnh ngài trở ra rồi vào lại nhờ quý vị ngài hết nghe. Dạ, quý vị trong đạo tràng chắc lên thỉnh ngài ra giùm rồi ngài trở lại. Điều này tại bài 55. Điều này đã được Thể Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba tầm cầu này, thế nào là ba? Dục tầm cầu, hữu tầm cầu, phạm hạnh tầm cầu. Này các tỳ kheo, có ba tầm cầu này, Thể Tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây. Điều này được đến dục và hữu tầm cầu cùng phạm hạnh tầm cầu, nếu chấp trước nắm giữ chính đây là sự thật, như vậy là chất chứa đủ mọi loại kiến xứ. Với ai không ham muốn đối với các loại tham, vì ấy được giải thoát nhờ diệt được khả ái tầm cầu, được trừ bỏ kiến xứ, được nhổ lên. Tỳ kheo, do diệt tận các loại tầm cầu ấy, không còn có mong cầu, không còn có nghi hoặc. Ý nghĩa này được Thể Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, con thấy ngài ra và trở lại rồi. Con không biết ngài có nghe được âm thanh con không, bạch ngài. Dạ, nếu ngài nghe được âm thanh con, cho con xin một tín hiệu ạ. Cũng không. Dạ, bây giờ làm sao? Dạ, sư Tại Đức trước mãi không, bạch sư. Dạ, sư Tại Đức có trước mãi không, có thể. Dạ. Dạ, thỉnh ngài này cầm mít tử đi. Dạ, sư Tại Đức có chạy ngài, bạch sư. Xin hỏi quý vị, tôi nói quý vị có nghe được liên tục không? Ồ, như vậy có lẽ là cái đường truyền của cô tu nữ Như Pháp không có hợp với cái máy của chúng tôi, sao chúng tôi nghe không được. Nhưng mà bây giờ tôi nói
chuyện thì quý vị nghe được liên tục thì là mừng quá. Vậy thì bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu cho cái bài hôm nay. Hôm nay tôi học hai bài. Vì pháp giống nhau, khi nãy nghe đọc bài được, bây giờ thì giảng tới đâu chúng tôi đọc lại cái đó. Trong cái bài, tức bài thứ 54, Đức Phật đã dạy rằng: này các tỳ kheo, có ba tầm cầu này. Thế nào là ba? Dục tầm cầu, hữu tầm cầu và mạng tầm cầu. Này các tỳ kheo, có ba loại tầm cầu này. Và khi mà Đức Thế Tôn đã giảng như vậy thì Ngài nói lên bài kệ định tĩnh và tỉnh giác, chánh niệm đệ tử Phật, quán tri các tầm cầu. Và hiện hữu tầm cầu ở đây, tâm ấy diệt và con đường đến diệt tỳ kheo do diệt tận. Các loại tầm cầu ấy không còn có ước muốn được lắm dịu tịch tịnh. Chúng ta sẽ nói đến cái ý nghĩa của ba loại tầm cầu và ý nghĩa của bài kệ này. Rồi sau đó chúng ta sẽ nói đến bài kệ thứ hai ở trong bài kinh Duttiya Esa Esana Sutta. Ở đây thưa quý vị, cái chữ tầm cầu, cái chữ Esana, nó đồng nghĩa với chữ Parivesana. Là cái sự tìm kiếm, ở đây Kamesna là dục tầm cầu. Pháp Vesana là hữu tầm cầu, và Brahmacharya Vesana là phẩm hạnh tầm cầu. Thật ra nếu mà
cái bài kinh này mà không có chú giải đó, thì chúng ta rất dễ bị nhầm lẫn, chúng ta rất dễ bị sai lầm khi mà chúng ta định nghĩa suông. Bởi vì rõ ràng là dục tầm cầu đó, thì chúng ta dễ hiểu. Như trong chú giải nói rằng katama tattha katama kamesana yo kamesu kamchando kamarago kamanadi kam masneho kamapipasa ka kamucha kabacho sanang ayang vuchati kamesa kamesanati. Cái này ở trong bộ Quý Phong Gán, tức là cái bộ phân tích của Tạng Diệu Pháp của bộ thứ ba dẫn chứng. Cho nên ở đây thưa quý vị, để chúng tôi nhắc thêm một cái nữa, cái điều này để các vị nhớ rõ rằng ở trong chú giải đó, thì khi mà các ngài giải thích đó, là các ngài trích, ngài Bố Thí Khô Sáng ngài trích ở trong chánh tạng nhiều lắm. Do đó cho nên chúng ta không thể mà xem thường chú giải hay chúng ta phủ nhận chú giải được Atthakatha, quan trọng lắm. Thí dụ bây giờ như thế này, khi mà đang giảng về cái Kamesana đó, chúng ta làm sao mà chúng ta biết hay là chúng ta nhớ được ở trong bộ Quý Phân Gán, tức là cái bộ Vi Diệu Pháp, trong cái bộ cái tạng Vi Diệu Pháp bộ thứ hai trang 919 có đề cập đến cái ý nghĩa này. Nhờ đọc chú giải cho nên chúng ta mới biết được. Và chúng tôi đã rất nhiều lần, khi mà chúng tôi soạn cái quyển Thanh Đạo Yếu Lược đó, của ngài Bố Thí Khô Sáng viết, thì ngài có trích dẫn, thì cứ mỗi cái xuất xứ trích dẫn như vậy chúng tôi đều kiểm tra lại ở trong chánh tạng, thì y chang như vậy thôi quý vị, giống y như vậy, không có sai lệch. Vì thế cho nên chúng tôi rất có niềm tin đối với chú giải. Không có chú giải là chúng ta đành phải chịu trận khi mà chúng ta muốn cần hiểu cái ý nghĩa này. Rõ ràng dụng tầm cầu ở đây, ở trong bộ Quý Phân Gán, bây giờ chúng ta lấy ý nghĩa này là chúng ta lấy theo ý nghĩa Quý Phân Gán Avatamma Pitaka trong tạng Vi Diệu Pháp của Quý Phân Gán. Ở đây thế nào là dục tầm cầu? Vô chi là, cái chi là cam chan đô, dục dục trong các dục, tức là cái sự ước muốn dục. Kamarago là dục ái, kamanadi là dục hỷ. Kamasneho tức là dục luyến. Kamavipasa là dục khắc ái. Kamucha là dục vọng, tức là sự mong muốn trong ái. Hay là kamacho sanang tức là sự quyến lý theo dục, hay là dục luyến.
Đây gọi là dục cầu. Nhiều cái định nghĩa như vậy đó, chúng ta chỉ cần lấy một hoặc hai nghĩa thôi. Kamachando là ước muốn dục. Kamarago là đắm nhiễm dục. Kamanandi tức là thích thú dục. Kamaseho sự quyến luyến các dục. Kamabibasa tức là sự khao khát các dục. Khi mình cái nghĩa đó ở đây đó, đừng gọi là dục tầm cầu. Còn thế nào gọi hữu tầm cầu? Chữ phá quê sát na đó, chữ phá quê na hữu tầm cầu. Thì ở đây nó cũng dễ hiểu thôi thưa quý vị. Cũng ở trong bộ Quý Phân Giá 919 thì cũng định nghĩa y như vậy, nhưng mà chỉ thay vì nói chữ kama thì ở đây là xài cái chữ phá quá. Phá quá là hữu. Thì thế nào là hữu tầm cầu? Đối với các hữu sau nghề xúc vô cái chi là phá quá. Phá quá chan đô là sự ước muốn hữu. Phá quá rago, phá quá nandi, phá quá sneho, phá quá pipasa, phá quá mucha, phá quá chô sanang ayang vuchatipha phá quê sanh. Thì cái chữ hữu trong trường hợp này đó là chúng ta phải hiểu như thế này. Cái này là được giải thích, cái này là chú giải ngài Phật Thật Cô Xá này giải thích. Tasma phá quê sanh ragu, thì ở đây là rupa rupa phá quá bất thành na phá quê sinh na thì quê đi tập vào đó, gọi là tham hữu cầu, tức là sĩ chỉ cho cái muốn sắc hữu và phi sắc hữu. Sắc hữu phi sắc hữu rupa rupa phá quá. Rupa rupa phá quá, chúng ta phải hiểu là rupa phá quá và arupa phá quá hai chữ. Sắc hữu tức là chỉ cho cõi sắc, cõi phạm thi sắc giới. Còn vô sắc hữu arupa phá quá là chỉ cho cõi vô sắc. Chúng ta phải hiểu gì. Như vậy gọi là hữu tập cầu. Một người họ tạo phước, họ mong hưởng được nhân lạc, thiên lạc, tức là lạc thú cõi trời, cõi người, cõi chư thiên, dục giới và cõi người, như là sắc đẹp thứ hai, bữa thơm vị ngô xúc lạc, thì sắc thương thương, thương hương, thương vị thương xúc. Thì cái đó được gọi là
Kamesna, tức là dục tầm cầu. Nhưng mà có người có thể bị ly dục, họ không có dính mắc tham luyến sắc đẹp thứ hai mùi thơm vị ngon xúc lạc, do họ tu thiền. Khi họ chứng được thiền sắc giới, thì cái hạnh phúc của thiền đó, họ mong mỏi được sanh về cõi phạm thiên sắc giới, là cõi chúng thiên phạm phụ thiên đại phẩm. Thì như vậy gọi sắc cầu. Còn khi mà họ tu tiến lên các cái thiền vô sắc, như là không vô vi xứ, thứ vô vi xứ, vô sử xứ, phi tưởng phi vi tưởng xứ, họ đắc chứng được bốn thiền đó, là họ khao khát mong muốn để sanh vào cái cõi vô sắc. Thì như vậy được gọi arupa phava phavesana, arupa phavesana, tức là vô sắc hữu tầm cầu, vô sắc hữu tầm cầu. Thì như vậy cái này chúng ta hiểu rồi. Bây giờ chúng ta lại tìm hiểu cái ý nghĩa gọi là Brahma Charyasana, tức là phạm hạnh tầm cầu. Nó bị vướng cho chúng ta ở chỗ Brahmacharya là phạm hạnh. Cái chữ này buộc lòng phải dịch theo theo từ gọi là chữ phẩm hạnh. Nhưng mà chữ phẩm hạnh cầu ở đây đó, thì nó lại có ý nghĩa xấu chứ không phải là nghĩa tốt. Nghĩa xấu chứ không phải là nghĩa tốt. Vì ở đây cũng trong bộ Quý Phân Giác, có trình bày về ý nghĩa Tathagatamma Brahmacharyasana, thế nào là phẩm hạnh tầm cầu. Cái này thì chúng ta phải nghe cho nó kỹ đó. Ở dưới ta lấy cái phần dưới là ya evarupa diti diti katam diti kantaro diti sukayikam diti vipanitam diti sanyotajanam gaho patitha ho afiniveso paramaso kumago mechapatho mechatang tithayatanang quý bà rìa sanh ác vô a dân quý chê tí brahmacharya sanh na. Thì ở đây là nói chung như vậy. Cái gì là tà kiến? Là kiến chấp, là kiến trụ lâm, là kiến truyền, là cái sự chấp sai hay định kiến, là con đường sai lạc, là con đường tà, thuộc phần tà, là ngoại đạo xứ, vân vân. Thì đây gọi là Brahmacharyasana, phạm hạnh tầm cầu. Mà được gọi á, là tà kiến, là kiến chấp, kiến trụ lâm,
là ký sứ ngoại đạo. Ngoại đạo chấp như thế nào? Ngoại đạo nó đi tìm những cái chuyện mà vô ích, đi tìm kiếm những cái triết lý bằng vô bổ. Quý vị nhớ những cái triết lý của ngoại đạo, họ đi tìm hiểu những cái không đáng. Thí dụ như Sassato lô cô tí, thế giới thường qua Asassato lô cô tí, qua thế giới là thường còn hay là thế giới không thường còn? Anh ta qua lô cô tí, anh ta qua lô cô tí, thế giới là hữu biên hay là thế giới là vô biên? Tăng chi văn tăng sa ri răng, mạng cái linh hồn và cái thể xác là một hay là linh hồn là khác mà thể xác là khác? Tathagato parang marana marana tiwa, Như Lai còn sau khi chết hay là Naho Tiết Tha 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 Tô Parang Marana? Parang Marana là chết, là sau khi chết. Như Lai không còn sau khi chết, Như Lai còn sau khi chết hay là không còn sau khi chết? Chữ Như Lai trong trường hợp này phải hiểu là chúng sanh sát tán, đồng nghĩa chữ sát tán. Cho nên ở đây giữa chúng tôi và Hòa Thượng Giác Đẳng cũng hay có lấn cấn với nhau ở cái chỗ một cái câu này nè. Cái câu mà chúng sanh còn hay không, Như Lai còn hay không còn sau khi chết, thì thưa quý vị cũng tùy theo chỗ mà xài cái chữ Tathagata. Như Lai là Đức, Như Lai là chỉ cho Đức Phật. Nhưng mà ngoại thời đó làm sao mà nó định hiểu chi Như Lai, tức là nó đâu biết Đức Phật là gọi là Như Lai còn sẽ còn hơi chết. Nhưng mà Tathagata đó, nó có nhớ trong chú giải nó có nhiều nghĩa. Cái nghĩa mà Tathagata mà dưới chữ hoa đó là chỉ cho Đức Phật, Đức Thế Tôn và Ca La Hán chánh đẳng giác, là người mà đi đến như bao nhiêu vị chánh đẳng giác đã có trong quá khứ và sẽ có trong vị lai. Còn cái chữ Tathagata dưới thường đó là chỉ cho sắp tán, tức là chỉ cho chúng sanh. Bởi vì chúng sanh ở trong quá khứ hay hiện tại hay vị lai, chúng sanh mà hiện hữu có cái thân của vũng hiện hữu thì sắc thọ tưởng hình thức cũng giống y như vậy thôi. Cái sự vận hành sanh diệt của danh sắc cũng giống y như vậy chứ không có khác. Cho nên mới gọi là Tathagata là chúng sanh. Còn một nghĩa nữa là Tathagata, Tathagata là không chỉ cho Đức Phật mà cũng không chỉ cho chúng sanh, mà một cái nghĩa tỉnh từ có nghĩa là như thật. Ya ni tha phu ta nisba kata ni phum ma ni qua ya ni qua an ta li khe Tathagata. Tathagata đi qua mình sa năng Tathagata của thằng đề của mình sa năng, hay là Tathagata tham măng Tathagata sang khăn, tức là hãy đến đây đảnh lễ Đức Phật như thật, Đức Pháp như thật, Đức Tăng như thật. Cho nên chữ Tathagata ở đây đó là tỉnh từ của chữ Quốc Thăng Thâm Măng Sang Khăn ở trong cái bài Gia Ni đó. Chúng ta phải hiểu cái nghĩa đó. Cho nên khi mà chúng ta học kinh điển, thưa quý vị,
chúng tôi rất sợ là chúng ta đọc có một chỗ, chúng ta đọc kinh điển có một chỗ, rồi chúng ta chỉ biết được có một từ có cái nghĩa ở chỗ đó thôi, nhưng mà không ngờ rằng cái từ này xài trong nhiều chỗ khác thì mang cái nghĩa khác. Thành thử ra chúng ta cần phải học nhiều, cần phải đọc nhiều. Mà những này ở trong chú giải là dẫn chứng hết, thưa quý vị, ở trong chú giải có dẫn chứng hết. May mắn là chúng tôi đọc được qua chú giải, cho nên chúng tôi rất là thích thú và có niềm tin với chú giải. Nói cái chữ tạch tha cà tô là các ngài đã dẫn chứng ba trường hợp rồi đó, là Đức Như Lai bậc A La Hán chánh thiện giác là chỉ cho chúng sanh Như Lai đã đến và đi giống nhau, vận hành của pháp hữu vi ngũ quẩn xứ giới đế. Rồi chật tạp tha cả tá là Đức Phật như thật, giáo pháp như thật, tăng chúng như thật, hãy đảnh lễ. Cho nên ở đây chúng tôi dừng lại chỗ này. Khi mà nói về cái chuyện Như Lai thì ở đây tiếp tục chúng ta thấy ở đây những cái lý đi tìm hiểu triết lý Dạ, con thỉnh ngài cầm mic trở lại đạo tràng, chúng con không còn nghe nữa à. Con thỉnh nhân mic đến ngài. Cảm ơn. Vậy là chắc chúng ta hết duyên rồi. Quý vị có nghe được chưa? Đang thì không có nói. Dừng ngang lại. Hay là tại vì trong lớp chúng ta không hiểu bài kìa. Quý vị hiểu bài không? Thì ở đây thưa quý vị, nói tóm lại đó là cái sự đi tìm hiểu những cái vấn đề về triết lý tâm linh mà nó không có lợi ích, không có thiết thực, thì đi tìm hiểu những cái đó được gọi là Brahma Charyasana, là phẩm hạnh cầu. Chỉ vậy thôi là phẩm hạnh cầu. Thì ở đây thưa quý vị, như vậy chúng ta có ba cái sự tầm cầu. Đã được trình bày cái ý nghĩa đó ở trong chú giải rồi, thì bây giờ chúng ta một lần nữa chúng ta hãy đọc qua cái ý nghĩa của bài học, của bài kệ vô cầu và hữu cầu cùng với cầu
Nếu chấp trước nắm giữ chỉ đây là sự thật, như vậy là chấp chứa đủ mọi loại kiến xứ. Với ai không ham muốn, đối với các loại tham vĩ được giải thoát nhờ diệt được cả ái tâm cầu được từ bỏ, kiến xứ được nhổ lên thì theo do diệt tận các loại tầm cầu ấy, không có, không còn có mong cầu, không còn có nghi hoặc. Như vậy ở trong cái bài học này đó, trong cái bài kệ này là rõ ràng ở đây là giúp cho chúng ta hiểu được là ba cái sự tầm cầu này là ba cái pháp bất thiện. Dạ, một lần nữa con kính thỉnh Ngài cầm bích trở lại bạch Ngài. Dạ, chúng con còn duyên, xin Ngài cầm bích trở lại ạ. Thật sự quan cho chúng tôi lắm, vì chúng tôi ngồi cách xa cái máy lắm. Hai tay chúng tôi để yên ở trên chân. Nếu mà gọi là có đụng thì chúng tôi chỉ đụng cái chân của chúng tôi thôi, chứ không có đụng tới cái máy, không có đụng tới cái gì cả. Nhưng mà tại đã gọi là hết duyên cho nên nó cứ phải bị gián đoạn hoài như vậy. Quý vị ráng nghe chút xíu nữa rồi để cho ta, quý vị được giải thoát, không còn nghe được nữa. Thì ở đây thưa quý vị, ở trong cuộc sống của chúng ta nó có ba cái sự tầm cầu mà nó đưa đến cái sự phiền toái cho chúng ta. Một là chúng ta đi tìm kiếm dục lạc để hưởng thụ, hai là chúng ta tìm kiếm những cái cõi tái sanh mà tuổi thọ cao làm cho chúng ta mất đi cái cơ hội để chúng ta giải thoát, ba là chúng ta đi tìm kiếm những cái triết lý mơ hồ diễn dông làm cho chúng ta mất thời gian tu tập. Cho nên đây chúng ta phải từ bỏ những cái tâm cầu đó. Bây giờ đến cái bài kệ thứ hai, đến cho vị cái bài kệ ở trong cái bài thứ hai, cái bài thứ nhất, bài 54 và 55 chi pháp thì giống nhau, nhưng mà trong cái bài kệ thứ nhất và bài kệ thứ hai đó thì Đức Phật Ngài thuyết có khác nhau chút. Nó khác nhau là khác nhau ở chỗ một bài thì Đức Phật Ngài dạy một vị đệ tử Phật là phải
định tĩnh, có chánh niệm tỉnh giác. Samahito, Samachano, Sato. Puthasasavako, Puthasasavako là đệ tử Phật. Samahito, Samachano, Sato, tức là định tĩnh, chánh niệm tỉnh giác. Thì quán tri các tầm cầu, tức là khi mà hiểu biết được, cần phải hiểu biết, cần phải thấu triệt các ba cái loại tầm cầu đó. Ở trong cái bản dịch của chúng ta thì quán tri các tầm cầu và hiện hữu tầm cầu. Cái chỗ này đó, cái chữ hiện hữu tầm cầu thì chúng ta nghe khó hiểu lắm mà quý vị. Ồ, Sài Gòn mưa nắng, trích cái trích dẫn cái đoạn Bali chú giải này hình như là nó sai rồi nghe. Ở trong cái bài thứ nhất thì Samahito Samachano Sato Puthasasavako Esana cha Pachanati Esana nành chát xâm phổ quăng. Chứ không phải là A-sô-á, A-sô-vê. Cái đó lậu hoặc lẫn khác. Qua đến cái thứ ba rồi, cái bài 54 đó, cái bài 54, bài sắp tới tuần sau chúng ta học mới là, nó cũng bài kệ giống y như vậy đó. Định tĩnh và tỉnh giác, chánh niệm, đệ tử Phật, quán tri các lậu hoặc và hiện hữu lậu hoặc đó. Còn cái này là chúng ta đang nói về bài kệ số 51. Ở 54, 54, bài kệ số 54. Như vậy thì ở đây đó, Esana Pachanati là cái vị đệ tử Phật mà có định tĩnh, chánh niệm tỉnh giác đó, thì biết rõ các cái tầm cầu và biết rõ cái tập khởi của tầm cầu. Hay là hiện hữu tầm cầu, sự hiện hữu của các tầm cầu. Và do đó ở chỗ nào mà các tầm cầu ấy được đoạn diệt, và sự độ lộ của đoạn diệt đây, hai cái câu sau này là nói về bốn đế, nói về tứ đế. Ba cái loại tầm cầu đó ở trong cái bài kệ này, thưa quý vị, nói về bốn đế nè, quý vị chú ý. Vì đệ tử Đức Phật là nên biết rõ
Esna, ba cái thứ tầm cầu đó nó thuộc về khổ đế. Esna nành chát sâm phật văn pachanati, là phải biết rõ về cái sự tập khởi hay là cái nhân sanh ra ba cái loại tầm cầu đó, đó là tập đế. Yatha cheta nirusanti là phải biết rõ cho đến khi nào, chỗ nào ba tầm cầu đó đoạn diệt, tức là diệt đế. Và mặc kinh chắc khánh giá gà mê ninh, và con đường phải biết rõ cái con đường đưa đến sự đoạn tận đó. Dạ đúng, 54, 55. Hôm nay giảng 54, 55. Như mà hồi nãy đó, thì khi mà chúng tôi giảng bài, vì chúng tôi không có chú ý nó lật trang, chúng tôi không hay, cho nên chúng tôi giảng cái bài kệ của 50, 55 chúng tôi giảng trước. Thành ra bây giờ quay trở lại số 51. Thì ở đây thưa quý vị, nói tóm lại là ở trong bài, hai bài hôm nay 54 và 55, Đức Phật Ngài nói về, Ngài giảng về ba thứ tầm cầu là vô cầu, hữu cầu và phẩm hạnh cầu. Tức là đều chỉ cho tham và tà kiến. Vô cầu, hữu cầu nó thuộc về tham, chi pháp là tham. Và hữu cầu, hạnh cầu là chỉ cho tà kiến. Thì như vậy Đức Phật Ngài đã nhấn mạnh cái buổi đầu, cái bài kệ đầu, bài kệ số 54, là khi biết được ba tầm cầu đó rồi đó, thì phải biết rõ, tức là cái nguồn gốc xa cái tầm cầu đó. Esana nan chát, Esana nan chát sam pha quăng, là biết rõ cái căn nguyên, chúng ta gọi là căn nguyên của ba cái thứ tầm cầu đó. Rồi chúng ta biết rõ cái sự đoạn diệt, ba thứ tầm cầu đoạn diệt, tức là chỉ cho niết bàn. Khi mà niết bàn thì đoạn diệt ba thứ tầm cầu đó. Và mỗi vị đệ tử Phật là phải biết rõ luôn cả cái con đường dẫn đến hay là đưa đến sự đoạn tận ba tầm cầu. Thì như vậy trong bài kệ thứ nhất, trong cái pháp thứ nhất mà Đức Phật đã thuyết lên cái bài kệ, là Ngài nói rằng là khi một vị đệ tử của Đức Phật mà biết được như vậy đó, thì mới được giải thoát. Vị tỳ kheo ấy thật sự ở đấy tầm ấy diệt, và con đường đến diệt thì khi ấy do diệt tận các loại tầm cầu ấy, không còn có ước muốn lắm dịu được tịch tịnh. Được lắm dịu tịch tịnh là chỉ cho cái sự giải thoát. Chúng ta yên tâm cái chỗ đó. Cho nên bữa nay chúng ta phải hiểu cái này. Còn cái bài kệ thứ hai, bài kệ thứ hai tức là bài kệ số 55, thì ở đây
đối với dục cầu, dục tầm cầu, hữu tầm cầu, phạm hành tình tầm cầu, nếu mà chấp trước, nắm giữ, cho rằng đó là cái sự thật, thì như vậy là nắm giữ cái tà kiến, cái ham muốn. Còn khi mà không có sự ham muốn đối với các loại tham như là dục cầu, hữu cầu, phạm hạnh cầu đó, thì vị ấy sẽ được giải thoát nhờ diệt được khả ái, tầm cầu được từ bỏ, kiến xứ được nhổ lên. Thì như vậy ở đây đó, chúng ta lợi ích ở chỗ là trong đời sống tu tập của chúng ta, có ba điều mà chúng ta phải nhổ lên, phải bỏ đi. Tức là đời sống của một người Phật tử hay là một đệ tử Phật có sự tu tập, một là chúng ta phải bỏ đi cái sự tầm cầu, dục lạc hưởng thụ, bao gồm cả danh và lợi, chúng ta phải bỏ cái đó. Thứ hai nữa là chúng ta cần phải biết luân hồi là khổ, hãy còn kéo dài sanh tử luân hồi là còn kéo dài cái sự khổ đau. Do đó cho nên chúng ta cũng không có mong cầu cái sự tái sanh ở những kiếp sau trong cái khổ sắc giới và vô sắc giới. Dầu cho chúng ta đã có chứng đắc được thì chúng ta cũng đừng có đắm nhiễm ở trong cái cõi phẩm thi sắc giới, vụ sắc giới. Đừng nổi chi là đắm nhiễm tái sanh ở cõi người hay cõi trời, dục giới. Nhưng mà cho dù rằng là chúng ta bỏ quên, bỏ qua cái dục cầu, hữu cầu, nhưng mà chúng ta nhớ một điều là chúng ta đừng có để mất thời gian vô ích để đi tìm hiểu, để tranh luận những cái vấn đề vô bổ, như là chúng ta tìm hiểu những triết lý. Thế giới là thường còn hay là không thường còn? Linh hồn và thể xác là một hay là khác? Chúng sanh tồn tại sau khi chết hay là không tồn tại sau khi chết, hoặc là có tồn tại và không tồn tại sau khi chết? Đấy cái vấn đề đó, ai ngoại đạo, du sĩ môn đạo, Quá Cha Quá Tá mà có đi đến hỏi Đức Phật những cái vấn đề này, Đức Phật này không trả lời. Tôn giả Nam Đa mới bạch hỏi Đức Phật là du sĩ Quá Cha Quá Tá hỏi Đức Thế Tôn những vấn đề này mà Đức Thế Tôn không trả lời. Đức Phật nói đó là những cái kiến trụ lâm, những quan kiến trả lời nó không hiểu. Nếu mà nói rằng chúng sinh còn hay không còn sau khi chết, nếu mà Ngài trả lời là còn thì nó chấp theo thường kiến, nó hiểu theo kiểu thường kiến là chúng sanh còn mãi mãi không bao giờ mất. Và nếu mà nói không còn thì nó chấp theo đoạn kiến, chứ nó đâu có hiểu được rằng là phải phá vỡ cái duyên sinh để không còn cái sự tái sanh là một vị đã đắc A La Hán, nó đâu hiểu được đâu. Cho nên nếu Ngài trả lời theo, Ngài trả lời là chúng sinh còn hay không còn sau khi chết, Ngài nói còn thì nó chấp theo thường kiến, mà Ngài nói không còn thì nó chấp theo đoạn kiến, thì thôi chẳng thà im lặng để nó đừng có hiểu lầm theo thường kiến đoạn kiến. Đức Phật đã giải thích cho Tôn giả Ananda nghe như vậy, lý do tại sao Ngài không trả lời. Vì Ngài trả lời chúng sinh cũng không hiểu được,
Cho nên những cái câu đó Ngài không trả lời. Mà Đức Thế Tôn đã không trả lời như vậy, rõ ràng là cái sự đi tìm hiểu những vấn đề này là vô ích. Ví như một người kia họ bị mũi tên bắn trúng, họ bị mũi tên độc bắn trúng, thân nhân của nó liền mời thầy thuốc đến để đẩy phẫu, rút cái mũi tên nó ra và chữa trị. Nó không cho, nó khoan đã, hãy cho tôi biết mũi tên này từ hướng đông bắn tới hay là hướng nam, hướng tây, hướng bắc bắn tới, người bắn tôi là người nam hay người nữ, cao hay thấp, bập hay ốm, trắng hay đen, mũi tên bằng cái loại tre hay là gỗ hay là bằng lông chim, vân vân. Thì này các tỳ kheo, trong lúc mà thập tử nhất sanh bị một mũi tên độc nó ghim vào người, ngấm độc, bây giờ kẻ ấy cứ lo tìm hiểu bâng quơ như thế đó thì kết quả như thế nào? Bạch Đức Thế Tôn, nó sẽ chết trước khi được thỏa mãn cô trả lời. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta phải hiểu, chúng ta phải hiểu là lý do đó mà chúng ba cái thứ tầm cầu này chúng ta phải loại bỏ. Đến đây thì cũng vừa phải với thời gian chi pháp, cho nên chúng tôi xin dứt lời ở đây. Chúc quý vị được an vui tiến hóa. Bây giờ chúng ta nghỉ để chúng ta đi vào trong lớp Phật pháp. Xin kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh phúc chúc phước báo cho rừng Nam Mô Bổn Thầy. Bhagavato sapa mangalang rakkhantu sapa devata sapa buddhana bhavena sada sati bhavantu te Bhagavato sapa mangalang rakkhantu sapa devata sapa dhammana bhavena sada sati bhavantu te Bhagavato sapa mangalang rakkhantu sapa devata sapa sanghana bhavena sada sati bhavantu te. Tất cả anh phụ hoàng con đền người, cầu xin chư thiên hộ trì đền người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường đền đền người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân hòa thượng Tề Siêu, thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Trợ Đức cùng chư tôn đức đã vào trong chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya de wa ta sam ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hình ta tham ma đa đề na ba quan tu bồ chi ta so thiền ca ron te tha vi ha ra măng đa lê thề ra cha mát cha na wa ca cha bít kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca